Xin chào tất cả các bạn, mình là Tuấn Anh. Và rất là vui khi mình có cơ hội được đồng hành cùng các bạn trong chương trình này. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một ca khúc rất là hit của band nhạc Ngọt, ca khúc được mang tên Em Dạo Này. Và với ca khúc này thì mình sẽ đưa ra những cái cách hướng dẫn, cách đánh đơn giản nhất để cho những cái bạn mà mới chưa bao giờ từng có cơ hội tiếp xúc với guitar, các bạn hoàn toàn có thể chơi được ca khúc này. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn phần đệm guitar của bài hát, một ca khúc rất là hot của anh nhạc Ngọt, ca khúc được mang tên Em Dạo Này. Và với bài hướng dẫn của Tuấn Anh ngày hôm nay thì hy vọng rằng những bạn nào mà chưa từng có cơ hội được tiếp xúc với guitar thì hoàn toàn có thể chơi được với những cái cách hướng dẫn đơn giản nhất mà tụi anh sắp đưa cho các bạn. Nào, và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha. Và trước tiên, chắc chắn rồi, với những bạn mà chưa bao giờ từng tiếp xúc với guitar thì cái điều mà tụi anh nên làm đầu tiên có lẽ là hướng dẫn cho các bạn một chút về những cái liên quan đến guitar mà các bạn cần phải biết để chúng ta có thể áp dụng vào bài học. Và đầu tiên thì Tuấn Anh sẽ giới thiệu cho các bạn một chút về phần dây của guitar chúng ta sẽ sử dụng. Đầu tiên thì dây của chúng ta thì khi mà đọc từ dưới lên trên, các bạn có thể quan sát ở đây thì chúng ta sẽ có dây ở dưới, chúng ta sẽ có ra dây số 1. Tiếp theo sẽ là dây số 2, 3, 4, 5 và 6. Ok chưa? Vậy thì tiếp theo về phần chúng ta cần phải quan sát được những cái ở đây, Tuấn Anh chỉ ở đây. Ở đây thì với guitar thì người ta sẽ gọi đây là những cái ngăn.